Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, huyện Bảo Thắng vừa phối hợp với VNPT Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tạo hồ sơ công việc, ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hòm thư công vụ Lào Cai. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ kỹ thuật VNPT tỉnh trực tiếp giới thiệu một số văn bản quy định mới của chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, cung cấp truyền đạt nhanh những kiến thức và các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm quản lý văn bản liên thông, cách quản lý công văn, quản lý công việc và xử lý công việc trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức, đồng thời hướng dẫn về cách quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông qua mã định danh, phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản. Phần mềm mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối liên thông 4 cấp giữa Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã theo chỉ đạo của Chính phủ. Với việc tiếp tục thực hiện các cải cách hành chính, giảm thời gian chờ đợi cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp mới cùng những chính sách thu hút đầu tư, 10 tháng của năm nay tỉnh Lào Cai tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế. Trong 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh thực hiện cấp mới 23 dự án với tổng mức đầu tư trên 4.326 tỷ đồng. Các dự án đầu tư mới chủ yếu thuộc các lĩnh vực thủy điện, khai thác khoáng sản, đô thị và nông lâm nghiệp, chợ. Trong số các dự án đầu tư mới có nhiều dự án có tổng nguồn vốn đầu tư tương đối lớn từ 190 đến 555 tỷ đồng, như dự án khách sạn Golden Dragon Sapa, dự án khai thác quặng Apatit khai trường 23, công ty Apatit Việt Nam, dự án chợ trung tâm huyện Bát Sát. Tuy nhiên, không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nào được cấp mới. Tính đến thời điểm hiện tại, có 20 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 540 triệu đô la. Cũng trong 10 tháng qua, Lào Cai đã thực hiện cấp mới đăng ký cho 340 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 4.791 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, có 168 doanh nghiệp, đơn vị thông báo giải thể và 210 đơn vị tạm ngừng hoạt động. Tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 4.751 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là gần 69.416 tỷ đồng. Là cơ quan đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, trong những năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, trong đó hỗ trợ máy ấm công đoàn là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Những năm qua, chương trình Nhà ở mái ấm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả. Để giúp những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có được căn nhà để an cư lạc nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền động viên công nhân viên chức người lao động trong toàn tỉnh hãy chung tay giúp đỡ những công nhân không có điều kiện để làm nhà qua việc đóng góp vào Quỹ Xã hội Công đoàn với mức đóng góp 30.000 đồng mỗi năm, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Nhờ vậy, tính từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 5 tỷ 600 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho gần 140 hộ gia đình, đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí trên 3 tỷ 300 triệu đồng. Với tính chất nhân văn, chương trình Nhà ở mái ấm công đoàn luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo công nhân viên chức người lao động. Chương trình hỗ trợ mái ấm công đoàn được triển khai đã giúp người lao động có nơi ở ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó hăng say trong lao động sản xuất. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Bàn vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Triềng Ken. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản về luật lâm nghiệp, thông tư số 27 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, những kiến thức chung về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, các đại biểu được truyền đạt về một số nội dung của văn bản pháp luật về luật bảo vệ rừng, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng. Qua buổi tuyên truyền tập huấn bằng hình thức chiếu hình ảnh minh họa về cháy rừng và cách phòng chống cháy rừng tại chỗ đã giúp cho các đại biểu dễ dàng tiếp thu, nắm được những nội dung cơ bản, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Qua phòng tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng thì bản thân tôi tiếp thu được rất bổ ích và sẽ triển khai cho làng xóm và anh em con cháu ở trong làng và các cháu ở trong gia đình. Không phá rừng mà cũng không phòng cháy chữa cháy rừng đến một khu hanh thì tuyên truyền cho bà con là không được đốt ở khu vực nhà nước đã quy định. Tham mưu cho ủy ban xã kiện toàn lại ban chỉ đạo các tổ đội xung kích
kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng, tổ chức chuẩn bị, kiểm tra lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, chuẩn bị cho cái việc nếu có cháy rừng xảy ra thì tổ chức tham gia chữa cháy rừng trong mùa hanh khô năm 2019-2020 theo phương châm 4 tại chỗ. Để bảo vệ rừng một cách hiệu quả, lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp, thời điểm này huyện ủy Bát Sát đang tập trung các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các chi đảng bộ trực thuộc. Quan điểm chỉ đạo là phải đưa ra những mục tiêu cụ thể, thực chất. Đây là cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Sát với Đảng bộ xã Phìn Ngan về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi làm việc này, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã đã được đưa ra thảo luận một cách sôi nổi. Trên tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi rà soát từng nội dung, chỉ tiêu kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Trong đó, một số kết quả được yêu cầu đánh giá một cách tính biện chứng, khách quan, từ đó đưa ra những chỉ tiêu phù hợp cho nhiệm kỳ tới. Qua cái việc góp ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như các cơ quan liên quan thì xã sẽ có cái điều kiện đánh giá lại cái việc quá trình thực hiện nghị quyết thời gian qua, thế và đưa ra những cái mục tiêu để sát với tình hình thực tế, với điều kiện của địa phương, chú trọng nông nghiệp là gì, thế và lấy trọng tâm từ những cái loại cây nào để từ đó để trên cơ sở đó thì xây dựng mục tiêu mang tính đột phá trọng tâm để thực hiện. Nhiệm kỳ 2020-2025, Phìn Ngan sẽ đề ra 15 mục tiêu, trong đó mục tiêu xây dựng thành công nông thôn mới là then chốt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng là đột phá thông qua việc khai thác tiềm năng phát triển nuôi cá nước lạnh, trồng rau trái vụ, cây dược liệu, cây dưa hấu. Để công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, xác định rõ nội dung đại hội, trình tự các bước tiến hành đại hội, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban khánh tiết và tiểu ban bảo đảm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội. Hiện nay thì Ban Thường vụ đã chỉ đạo tới các chi đảng bộ là rà soát bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025. Thế và cũng đã tiến hành thẩm định và cho ý kiến về công tác quy hoạch. Thế và chỉ đạo triển khai cái việc chuẩn bị văn kiện, đây cũng là một nội dung quan trọng. Thì hiện nay các đảng bộ cũng đã xây dựng xong đề cương văn kiện và đưa ra các mục tiêu cụ thể, dự thảo mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025. Và Ban Thường vụ hiện nay đang tiến hành làm việc trực tiếp với các đảng bộ để nghe và cho ý kiến định hướng phát triển đối với từng đảng bộ để làm sao mà cho đẩy mạnh cái tốc độ phát triển của nhiệm kỳ tới nó vừa nhanh và bền vững và các mục tiêu hết sức cụ thể để cơ sở tổ chức thực hiện. Dự kiến huyện Bát Sát phấn đấu tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc vào cuối tháng 12 năm 2019 và tháng 1 năm 2020. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4, tiến tới đại hội cấp huyện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là tiền đề để Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Bát Sát gặt hái được nhiều thành công, qua đó khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển mạnh về mọi mặt trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án Vùi Văn Dũng sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai về tội cướp tài sản thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo cáo trạng, do nợ tiền lô đề chơi trên mạng xã hội khoảng 200 triệu đồng, Vùi Văn Dũng đã nảy sinh ý định cướp tiền tại các chi nhánh ngân hàng huyện Bảo Thắng. Khoảng 10 giờ 39 phút ngày 13 tháng 6 năm 2019, Dũng điều khiển xe máy đến phòng giao dịch tại Phú Xuân, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Bảo Thắng. Tại đây, Dũng đã dùng súng bắn bi sắt được lên đạn để uy hiếp các nhân viên đang làm việc để đe dọa cướp tài sản. Tuy nhiên, khi nhìn thấy có nhân viên bảo vệ đang cầm dùi cui điện hướng lại phía mình do sợ bị khống chế, Dũng vội chĩa súng về phía bảo vệ và bỏ chạy ra ngoài lên xe máy để tẩu thoát. Sau đó, hắn về nhà ở thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Chiều tối ngày 15 tháng 6, Dũng đã bắt xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn. Ngày 19 tháng 6, sau khi nhận thức được hành vi phạm tội của mình,
Dũng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng xét thấy Vùi Văn Dũng đã có hành vi manh động, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tự giác ra đầu thú, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vùi Văn Dũng 2 năm 3 tháng tù giam về tội cướp tài sản thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng cũng đã xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến ma túy. Các vụ án được xét xử đúng người đúng tội, có tính răn đe, giáo dục cao đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.